Thế giới lại vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Để tiếp tục và liên tục chương trình giới thiệu chào bán các sản phẩm đài cassette tuyển chọn, hôm nay em tiếp tục đưa lên kênh một sản phẩm mới, đó là chiếc đài Nationa có mã là Nationa RX7000. Chiếc Nationa RX7000 này thì em đã từng bán ở trên kênh khá nhiều lần rồi. Các bác chỉ có mua được sản phẩm này ở Nhật hoặc là mua ở eBay của Mỹ. Và con này thì em mua đấu giá ở Nhật. Nếu nói về chiếc này thì hình thức của nó đẹp xuất sắc, chưa có một vết xước hay một vết lông mèo lông chuột nào ở trên chiếc đài. Và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta thì em sẽ giảm giá chiếc này rất sâu để cho bác nào có nhu cầu. Thì đây cũng là sản phẩm mà để các bác sưu tầm, chơi, hoài niệm. Nói về chiếc RX7000 này thì sở hữu một cửa băng và cơ của nó là cơ điện. Ngoài ra thì FM có hai giải tần số và full 1.8, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Ngoài ra con này có chất âm vô cùng mộc, nó các bác nghe còn chất âm của nó các bác cảm giác như là nghe băng cối đấy, nghĩa là chất âm của nó rất giống băng cối. Và chiếc này thì trong cái ngày đầu tháng âm lịch và cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật bác, em sẽ để mức giá vô cùng hợp lý, giá 17.500.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi xem và mua sản phẩm. Sản phẩm bên em bán thì cam kết là chưa sửa mạch. Các bác đến nơi có thể tháo đài ra kiểm tra thoải mái, hoặc là các bác mua rồi có thể mang ra cửa hàng điện tử để kiểm tra. Bên em thì phục vụ các bác chủ yếu là các sản phẩm nó phải đẹp, hình thức về hình thức. Thứ hai là chất lượng phải tốt, hoạt động là phải hoàn hảo tất cả các tính năng thì em mới bán ở trên kênh của em. Và bên em thì có ship hàng toàn quốc và có cả ship code. Sản phẩm này thì các bác vui lòng phải cọc tiền thì bên em mới ship. Bởi vì khi mà các bác mua các sản phẩm đắt tiền ấy thì em phải mua bảo hiểm của bên Viettel. Vì thế nên là phải bỏ ra một khoản tiền để mua bảo hiểm vận chuyển. Vì thế sản phẩm các bác mua bắt buộc phải cọc tiền. Và bây giờ em sẽ tiến hành quay hình thức của chiếc đài cho các bác cùng xem. Sau đó thì em sẽ test tính năng của nó. Về hình thức chiếc đài thì theo em đánh giá nó là một sản phẩm đẹp, có thể nói là xuất sắc. Đây ạ, đây là vết vân tay này. Đấy, lau hết này. Đấy. Những con mà nó, những cái con mà nó rôm rộp đây thế này thì là hình thức còn không đẹp. Bây giờ mua đài thì không phải là để về để nghe là chủ yếu, mà mua đài về để bày. Vì thế nên là đài là phải đẹp về hình thức. Đấy. Hoạt động thì phải hoàn hảo các chức năng. Các bác không cần mua nhiều đài, các bác chỉ cần mua một vài sản phẩm nhưng nó phải đẹp. Đây là theo lời khuyên của em. Mà em đã khuyên rất nhiều bác, không phải bây giờ. Trong những năm em bán đài thì đã khuyên cho các bác rất nhiều những lời khuyên quý báu. Sản phẩm này là của hãng Nationa và mã của nó là Nationa RX7000 đây ạ. Đài bên em bán thì các bác xem ở trên kênh các bác biết đài bán rất đắt. Đắt là cái thứ nhất là dịch vụ là một, thứ hai là chất lượng. Em không ham rẻ mà em thiên phục vụ sản phẩm chất lượng. Đấy. Và bảo hành. Nhiều khi các bác mua sản phẩm giá rẻ nhưng mà khi mà mua phải cái người chơi, cái người mà người ta không phải là cơ sở buôn bán thì sau khi mua xong là đứt, mua đứt bán đoạn. Còn bên em mua bán là sau này khi các bác dùng là các bác cũng được bảo hành và sau được hỗ trợ sản phẩm, trọn đời sản phẩm, trừ khi nào bác chán làm thì thôi. Đấy, đây là hình thức bên trên của nó. Đây là cái vết hai hồn gỗ các nhé, hai hồn là gỗ hết. Con này về hình thức kiểu dáng của nó giống với con Nationa 5700 là hai hồn gỗ. Đấy. Nhưng mà cái giò sóng của nó lại nằm ở phía dưới này. Đấy. Con này thì các bác có thể chỉnh được volume riêng này, bát ba lăng này, bát riêng này, check riêng, và ngoài ra có rất nhiều cái hình hiệu ứng âm thanh ở đây. Đấy. Rất nhiều hiệu ứng âm thanh. Đấy. Cái phím này là phím function 2M, FM. Loa con này đường kính của nó là 16 cm. Và con này thì có hai loa. Con này là dạng một hai đường tiếng như bát. Cái loa này của nó loa thật dài.
lên nghe của nó thì các bác nghe cảm tự giác như là em cảm giác nghe như là nó nghe kiểu như là nghe loa nghe cái và cối, bởi vì tiếng nó rất dày. Em sẽ tiến hành quay phía sau chiếc đài được bác. Cần rút điện này. Đây đang rút được cắm điện. Đây ạ. Cái chiếc đài mới thì phía sau nó trắng bóc. Nhìn chưa? Rất đẹp. Con này các bác có thể dùng nguồn 120V, 110, 120V. Và ngoài ra có thể cắm nguồn 15V. Và có thể dùng pin. Nếu như các bác đi tham quan dã ngoại có thể mang theo dùng pin. Đấy. Đây, số series của nó này. 296. Cái này là em chưa vệ sinh trong hộp băng. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ test tính năng của nó cho các bác. Trước khi test tính năng thì đây có cổng này là cổng line in này. Và phono. Line in ở đây. Line out ở đây. Đấy, cổng line in là cổng ở giữa nhá. Còn nếu các bác cắm vào cổng này thì tiếng của nó sẽ không to. Bởi vì tín hiệu line in phono tiếng rất nhỏ. Và line in ở cổng này. Và tí nữa em cũng sẽ test cả tính năng line in cho các bác. Ngoài ra nó có cả cổng remote ở đây. Chuyển sang phần test tính năng radio nhá. Em sẽ test nhanh bởi vì là phần test này nó kéo dài lâu thì sẽ không kịp giờ đăng. Radio thì đây là phím chức năng, các bác gạt lên phần radio. Lại đây cháu. Tiếng của radio con cuối cùng Marilu nói lắp bắp, vừa cầm lấy tay violin. Đây là điều cùng một lúc violin mong muốn và khiếp sợ nhất trên đời, trông thấy mẹ mình. Cô biết rõ là bà xinh đẹp, nhưng cô không hình dung được. Em test nhanh thôi ạ. Bác muốn nghe một câu hò xứ nghệ vậy làm sao say dựng trong tim. Lần thứ ba bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi ngàn quán họ. Ôi may sao mong có em gái nhỏ bước vào gần rồi cắn phong pháo đồng trong nước mắt, những lời ca nức nở tai tê. Rằng người ơi, người ở đứng về bác nhìn em rớt rớt. Bác sĩ TikTok tật mang đề nghị bà con nếu có vấn đề về sức khỏe trong trường hợp gấp gáp hoặc không thể tới bệnh viện. Bấy lâu giờ đã sắp bắt đầu, bơi nhanh lên anh em, xếp hàng đôi đuôi nhau, dưới làn nước xanh đại dương bóng tưng bừng. Các bạn thì đặt con trai cả các bạn có rất hiểm thay cả người. Chiếc này nó là FF Phúc 108 thì bác rất nhiều đài ạ. À. Em sẽ chuyển sang một phần test cuối cùng, đó là phần test tính năng line in nhá. Và sau đây sẽ mời toàn thể các bác cùng toàn thể quý vị lắng nghe chất âm được phát ra từ chiếc đài này.
và em sẽ test bằng cuốn băng Liên Khúc Tuấn Vũ đặc biệt. Xin mời các bác cùng thẩm âm. Cao áo chân bằng
Thế giới đài xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài của hãng Nationa RX7000 tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em giới thiệu cũng như thuyết trình sản phẩm. Chúc các bác tháng mới có nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Không khai giá sản phẩm trên có mức giá là 17.500.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Bác nào ở Hà Nội thì có thể đến tận nơi xem và mua sản phẩm. Những bác ở xa thì em sẽ gửi hàng bằng bưu điện. Xin hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.